gọi là anh này là để anh là con bé chó là của chủ là ở bên cái chòi xanh đó hả? Đúng rồi, cái chủ bên chòi xanh. Bà chủ đâu chị? Chủ chết rồi. Chủ chết rồi. Mới chết đây hay sao? Chết rồi trước dịch. Chủ chết rồi trước dịch. Rồi nó đi lang thang đây vậy hả? Đi lang thang rồi xong rồi mới bị hôm kia người ta quấn vô cái chân nó nữa. Đi vòng vòng ở đây hả? Đi vòng vòng đi kiếm ăn á. Cho chị không may nhà chị nuôi. Trời ơi nó dữ quá, em không có nuôi được nó. Vậy hả? Ở đâu rồi? Ở đâu rồi chị? Đi vừa rồi hả? Nó mới đây nè, rồi xong rồi nó chạy, em kêu nó. Cái ngày mai mà nó về đây á, rồi tôi lấy dây xích lại rồi. Em xin chào cả nhà. Thì hiện tại em đang có mặt tại chung cư Ngô Tự quận 10. Thì có một chị phụ nữ cầu cứu có một bé chó đi lạc, không biết hoàn cảnh như nào. Bây giờ mình vô mình hỏi chị nha chị nha cả nhà. Em chào chị. Hoàn cảnh của bé anh sao chị? Chủ của nuôi đó, rồi chủ bệnh rồi chủ chết. Rồi cái vợ nuôi xong rồi bỏ luôn, họ không có nuôi nó nữa. Rồi để nó một lóc rồi xong rồi nó đi tối đi kiếm ăn. Ra bánh xe thằng mũi á, đi kiếm bằng tao quýnh vô cái chân đó nữa. Ai quýnh bé vậy? Người ta nó lại á, nó đi đói bụng quá đi kiếm ăn về cái người ta xua đuổi quýnh nó. Xua đuổi nó rồi bắt nó nữa mà bắt hụt nó. Bắt hụt ai bắt làm thịt vô? Mấy thằng bắt chó. Mấy thằng bắt chó. Nó còn quẹo lại sáng sớm nó quẹo lại nó nói chó của nó, chó Hoàng bắt. Tức là bây giờ bé lang thang ở đây lâu chưa chị? Dạ cũng lâu rồi. Cũng năm mấy rồi. Rồi hàng ngày thì ai cho bé ăn vậy? Thường thường ở đây mấy dân ta thấy gì thấy nó tầng này của anh ta cho ăn rất gì đó. Em thấy gì ăn lấy cho nó ăn. Rồi cũng cho nó ăn nữa mà. Hộp cơm nữa nè. Trời ơi. Nó tên gì vậy? Chứ chắc là bé đâu có tên. Nó tên Nô, gọi nó Nô mà. Nô à. Ủa mà nhà chủ bé đâu vậy? Đó cái chòi đó, cái chòi xanh nó ăn. Ủa cái đó là chòi tạm bợ mà đâu phải là nhà đâu vậy? Không phải cái chòi tạm bợ người ta cho ở đỡ rồi ổng chết rồi. Tức là bây giờ là gia đình chủ là chết hết rồi. Dạ. Trời ơi, về ở với tôi nha. Về ở với chú rồi con. Đó hàng đó, chị giúp bé được đó. Nãy chú nãy nó gừ. Con ăn thường nó gừ á. Là chú cho nó ăn thường nó gừ chú hả? Nói chung là nhiều khi nó tự vệ chú, nó bị mấy em bắt chó á, bắt sảy mấy lần á, lên nó tự vệ cao lắm. Rồi nó bỏ chạy lên lầu em cho nó ăn xong em dụ nó. Là chị dí lên lầu luôn rồi chị dụ bé xuống đây rồi chị gọi cho em. Rồi có đốm đen kìa, lưỡi có đốm đen kìa. Đó quá trời luôn, khôn lắm nha. Rồi chủ chết rồi giờ cái vợ cũng bỏ đi luôn. Không ai luôn. Giờ mà em hỏi nè, sao chị biết tụi em mà chị điện tụi em tới cứu bé? Thôi mấy ông Thuyle. Dạ. Về cứu cái con bé mõm á, bị chặt cái mỏ. Bé Phàn á, rồi xong rồi còn anh Thuyle anh đi mua con chó đi về nữa. Chó nào vậy? Cái con Phàn á. Dạ. Nó chặt mõm á rồi nói nếu mà không cứu nó đòi làm nó xanh ăn. Rồi xong rồi mới cứu cái con bé gì à? Bé gì đâu gì mà chết mà bị chặt hai cái chân. Bé lắc. Đó, coi từ đầu đến cuối luôn á, biết. Rồi kì em mang cháu qua cho anh đó. Dạ. Vậy là chị qua máy ẩm rồi đúng không? Dạ. Điện qua cho anh ra lấy đó, lúc mà trong dịch đó. Thôi cũng còn may là bé gặp được chị ha, chứ không còn gặp được chị là coi như là cũng bị mấy thằng kia nó bắt vô lò mổ hết rồi. Nó không xương gì, xương nó cũng mất luôn, xương. Dạ. Là bị bắt hụt mấy lần rồi chứ bộ chú đúng không chú? Bắt nó quẹo lại đi nữa. Sáng sớm đi. Rồi sao chú nói chuyện với tụi nó. Đồ đánh nó kêu công an tới rồi nó mới đi. Dạ. Nó kêu đâu có đúng tên con này đâu kêu quay lại. Nó kêu nó đem con này tên ngu. Bắt nó không ngừ. Sao bắt đường cũng chạy luôn. Dạ. Nãy lấy xe dây xích, vừa cầm dây xích là nó giọt rồi. Hên quá người vô nó nói lên trên bàn nè, nó thấy con dây xích nó chạy. Khôn lắm nói chung. Nó khôn mà, tại nó bắt hụt 2 lần rồi, thoát chết 2 lần rồi con ha, Nô ơi. Đó đó à. Trời ơi, ốm nhom nhách nhà chắc không được ăn uống đầy đủ rồi đó. Em đi làm rồi chứ em nhà bên chung cư nè, em đi làm này bữa nào. Hiền lắm chứ đâu có giữ. Em cho nó ăn uống không à. Nhưng mà chú già nó vẫn gừ đúng không? Giờ nó gừ, thấy chị xích lại hôm trước hay xích nó lại bắt vậy. Thôi thì chị cứ yên tâm, chị giao Thuyle về thì phải ăn uống đầy đủ. Con ơi, con à về ở ba Thuyle nha. No 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 đúng rồi. No 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 no. Kìa nó mỏ mắt kìa đấy, nó chớp mắt kìa. Khóc kìa, khóc kìa. Kìa chảy nước mắt quá trời chị, thấy không? Chị đừng kéo xích vậy. Đó, vuốt hơn. Thôi yên tâm đi, không ai hại con nữa đâu nha, không còn làm bắt chó bắt được con ở đâu nha. Nó khóc á thì nó cũng như mình đó chú, con nói thiệt á, tụi nó cũng như mình thôi, chẳng qua là hả nó không biết nói thôi. Đó chú coi kìa, chị nước mắt kìa, thấy không? Đó. Thôi chị nhắn nhủ bé đi, nhắn nhủ bé để bé về bé ăn uống thôi, bữa ăn. Tại chị là người hay đưa bé ăn mà. Bắt con á, để con đi được đó nha, không có nuôi con được. Thôi thì nhân tiện đây con cảm ơn chú mấy chị, nhờ có chú mấy chị mà bé không bị mấy thằng bắt chó bắt, không mà giờ là nằm trong lò mổ rồi. Coi chú mấy chị là người tái sinh bé lần thứ hai đó. Mà ở đây bắt chó dữ lắm á chú. Dắt chó ra đường nó cũng vậy. Trời ơi, gì bắt chó ra đường mà nó bắt luôn hả? Nó kéo bà đi luôn. Ôi rồi chính quyền ở đây đâu? Vậy trời ơi, gì đâu mà để bắt chó lộng hành giữa ban đường rồi trời. Ban ngày luôn á. Đó bữa cái chú đó chàng chó đứng đấy ở đây nè. Mà nó kéo ổng giờ ổng bị qua tai biến. Đó thì có phải là chính vì những người bắt chó vậy mà làm có thể có người chết, có người bị thương, có người tàn tật. Rồi con không hiểu chính quyền ở đây luôn á. Chứ bên con là bắt chó là không dám đi đâu à. Thôi con à, thôi lấy chiều chuồng đóng cột con về nha, cho con ăn uống đầy đủ nha, yên tâm nha, không có gì phải buồn đâu. Về ngày ăn 3 bữa vui chơi với bạn bè anh chị em họ mới ấm nha. Rồi chị yên tâm, về thì sẽ có bác sĩ khám cho bé, chữa cho bé. Chân nó bị liệt từ nhỏ rồi. Ủa là sao chú? Chân bị liệt từ nhỏ hả? À tức là bé bị liệt bẩm sinh đó chị. Ồ tội nghiệp quá vậy. Chân bên phải á, rồi chân bên trái mới bị quýnh đây nè. Tức là chân bên phải bị liệt bẩm sinh, còn chân bên trái bị quýnh rồi, bây giờ bé đi được không? Bé đi được. Đi rồi nhắc cái chân. Rồi ốm nhom nhắc lòi xương kìa. Tội nghiệp quá trời à. Nô ơi, Nô à. Thôi để em lấy xuồng xuống rồi cho bé vô trường nha chú mấy chị. Nô ơi, bỏ trường đem con về nha.